Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng Alo V9 có nhận được phản ánh của khán giả ở chung cư 24AB, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về việc là cư dân có thắc mắc về các khoản chi quỹ bảo trì khi họ tạm ngưng đóng quỹ để yêu cầu làm rõ thì sau đó bị cắt nước sinh hoạt trong suốt hơn một năm nay. Cụ thể, theo như phản ánh của người dân thì họ đã tìm hiểu và cho rằng ban quản trị chung cư 24AB có chi sai mục đích nguồn kinh phí bảo trì nên cư dân chỉ đóng phí quản lý vận hành hàng tháng mà tạm ngưng đóng kinh phí bảo trì. Trước sự việc này, ban quản lý chung cư khóa nước của căn hộ của cư dân từ đầu năm 2023 đến nay. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên đường dây nóng Alo V9 đã đến tận nơi để xác minh về vụ việc này. Và sau đây là kết quả ghi nhận về đời sống của cư dân cũng như là góc nhìn của luật sư liên quan câu chuyện này. Hơn một năm nay, chị Trang phải xách từng xô nước về căn hộ của mình để sinh hoạt. Mọi việc bắt đầu từ khi chị Trang và nhiều cư dân khác tìm hiểu và cho rằng hơn 80% quỹ bảo trì chung cư chi không đúng mục đích và yêu cầu ban quản trị phải chi đúng cho việc bảo trì. Ban quản trị cho biết việc công khai thông tin về tiền quỹ bảo trì khi có hơn 50% cư dân yêu cầu. Không đồng ý, chị Trang đã tạm ngưng đóng quỹ bảo trì. Ban quản trị và ban quản lý chung cư đã khóa nước của căn hộ chị. Đi xuống nhà dưới tôi mua nước sạch, chính xác là từ mua nước. Tôi xách từng xô nước lên để tôi rửa mặt cho con, rửa rau. Nhiều khi bé lôn ói buổi tối á, là tôi phải lau mình cho con bằng cái nước đi xách ở dưới đấy, tích một xô nước đó. Còn ngoài ra tôi phải mua những thùng nước lớn hoặc là chai 5 lít. Là vì á, là tôi để ở nhà các con dùng nước. Sự việc kéo dài đến nay gần 15 tháng. Chị Trang đã làm đơn gửi Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, kiện Ban Quản trị chung cư 24AB và đơn vị quản lý vận hành là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Giải pháp An Gia. Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh đã có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc Ban Quản trị chung cư và đơn vị quản lý vận hành mở nước sinh hoạt cho gia đình chị Trang. Chi cục thi hành án quận Bình Thạnh cũng có quyết định thi hành quyết định của tòa án. Nhưng đến nay, gia đình chị vẫn đang bị cắt nước. Mặc dù tòa đã tuyên nhưng mà hai thành viên còn lại của ban quản trị nhất định không chịu mở nước với lý do là ai mà muốn đề nghị mở nước, ban quản trị mở nước thì cái người đó phải là người đóng tiền thay cho nhà của Trang thì họ mới mở nước. Còn đối với ban quản lý thì họ lại nêu lý do là họ làm theo chỉ đạo của ban quản trị, nên ban quản trị đề nghị như thế nào, chỉ đạo như thế nào thì họ làm như thế, vì họ là người làm thuê cho nên họ nhất định họ không mở. Hiện nay phía ban quản trị và ban quản lý vẫn không thực hiện cái quyết định đó là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vì theo cái quy định của pháp luật ấy, thì bản án quyết định của tòa án là phải được các tổ chức cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành. Theo các luật sư, nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của người dân. Nếu như ban quản trị và ban quản lý chung cư không thực hiện theo bản án tòa đã tuyên thì chi cục thi hành án có quyền cưỡng chế ban quản trị và ban quản lý chung cư 24AB mở nước. Trong trường hợp vẫn không thực hiện có thể áp dụng chế tài xử phạt hành chính, hoặc xa hơn nữa là có thể xử phạt hình sự trong việc vi phạm hoạt động thi hành án. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc này và thông tin đến quý vị khán giả ở các bản tin tiếp theo. Còn trong 24 giờ qua, đường dây nóng Alo V9 qua số điện thoại 0389 247 247 tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của khán giả ở khắp nơi gửi về. Khán giả ở xã Hưng Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã gọi đến đường dây nóng phản ánh công ty phân bón Mai Trâm ở xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã tập kết nguyên liệu làm phân vi sinh trên trục đường người dân xã Hưng Hòa thường qua lại, gây hôi thối, ô nhiễm môi trường, khiến người dân bức xúc. Nhưng vì cơ sở phân bón này lại nằm xã Hưng Thịnh nên người dân xã Hưng Hòa không thể giải quyết. Một khán giả thành phố Thủ Đức cũng gọi tới đường dây nóng phản ánh, Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức, cấp giấy phép xây dựng sai diện tích đất so với giấy chủ quyền đất đã được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, khi người dân làm đơn khiếu nại, Ban Tiếp công dân Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã ban hành kết luận sai lệch nội dung buổi tiếp xúc công dân. Người dân tiếp tục khiếu nại nhưng không giải quyết theo quy định pháp luật.